Một con tôm hùm khổng lồ. Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng các bạn ơi. Nay nhận được thùng quà Canada to đùng mà mình bất ngờ bật ngửa luôn đấy. Tôm hùm Canada này là giống tôm hùm thường thấy ở các vùng biển lạnh Bắc Mỹ. Nhờ đặc tính sinh sống và hoạt động ở vùng biển lạnh và tối, nên lớp vỏ của loài tôm hùm Canada này trở nên siêu cứng, chính là để che đậy cái lớp thịt ngon ngọt, vừa dày vừa săn chắc cực thơm ngon ở trong mà thôi. Nhưng không, làm sao mà che được mắt anh đây? Nay, mình sẽ thử tách thịt tôm hùm Canada khổng lồ này, sao cho toàn bộ phần thịt được giữ nguyên vẹn hết mức, sẵn sàng làm đủ món ngon nha. Đầu tiên, mang tôm đi hấp chín sơ đã này. Vừa mới bảo tôm hấp một cái mà nó đã xấu hổ đỏ au hết cả người thế này rồi. Chắc chắn con tôm này chưa yêu bao giờ. Càng lớn, càng cô đơn nên càng lạc lõng vậy thôi. Phần nhiều thịt nhất chính là đây. Mạnh mẽ một cú vặn quyết đoán sẽ giúp phần nối giữa thân và đầu rời ra dễ dàng. Tiếp đến, bóp mạnh dọc theo thân để làm vỡ đôi phần vỏ. Lắc và tách nhẹ phần thịt tôm nguyên vẹn ra khỏi vỏ thật dễ dàng. Quay lại với càng tôm, lắc nhẹ để phần gân nối bên trong hơi tách rời ra.